Dạp dẹp đẹp đẹp đâu lối rồi nó thì chưa thấy lấy một công cái gì đâu nó. Nhưng mà dạp thì dạp mai phải lối kia lối kia đi với chú. Mai phát xuất về nè. Chắc quá là để đẩy cho cún hình. Chị đạo. Chị đạo. Ta làm chị đạo. Đẹp đi bố lô rồi nó giấy dẹp cái quần nó rồi mai mới đi tôi xuống mua hai con cóc bướm là phải trốn lên đứa tí thì ra đứa bắt đó ta lên là được. Có chín. Tối mắc cái nó tận mình xong rồi. Còn lại trưởng mưa mà. Bố đi sang mai mà mới sang. Nhưng mà thì mình nghĩ bố mà mới sang thì cũng ăn thôi chứ mà thì bác nó lại cũng tiếc chứ. Bác lại sụt sụt đã sụt đâu ạ. Phải mới sang mà ngày mai không nói nhưng mà một chỗ đến nơi lại bố phải đặt lắm lại cũng hay mất bùi ngày nữa. Bùi mẹ 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 một bùi con này một bùi xong rồi chèo chèo về làm mặt chắc mẹ có hai hùng măng từ làng này nữa. Con làm mui. Cái tôi là ăn đi làm gái. Mẹ mui con ăn. Mẹ mui hú rồi là đây. Thì cút. Biết hú như nữa rồi. Còn hai hú với tôi lành nữa. Kiếm được tiền với mẹ mua thêm mây hú khác. Chà hú chứ mà. Mẹ nói là mà mẹ thế dừ. Mà mẹ tiêu cái này hết bát đâu. Tứ bát đồ rồi. Cất cây nó chỗ khác đi trước. Một trèo tình phường. Phường phết tinh nhuận rò. Ta cho mươi xem 350, ba loa thái. Mà bố đánh thu bừng cái tivi đi luôn đi nha. Đi sượng là hết 600 mà. Nhân lúc đáng có người. Là 600. Mà bố này. Mà bạc hàng về hết 500 trong bốt là chẳng dự tiêu tiêu mây nó. Sao bố đứa xuống nói chung nó tất cả. Nói chung nó đang xưa được hai mà hư rồi. Phải nói chung nó. Có đang nó đẩy cho ta đi bì ấy. Có xưa đẩy cho ta. Chứ bì ấy là trưng phun hơn vịt. Lờ bố quên lắm. Thì cưng nó cuốn vịt đó thì cá chín nó. Tao có nuôi chín không? Trưng uống còn cuốn vịt mà cũng nói trưng luôn à. Trưng uống ăn ngon quá. Trưng uống miền lắm nơi được rồi. Ôi nhả mà đến đi. Vịt nó đàn nó vẫn nơi nhỉ, bữa qua lên trứng ngân ngư lên mà ta bôi lên vẫn có sờ nữa. Ăn vẫn nhanh nhỉ, cái nhà đàn nó bo lên lành mát như cái đà lành. Mai bảy mấy nhà đàn á? Mai bảy á? Hưởng thông. Hưởng thông là gấp luôn ra cái nơi phê chứ mà gấp hết lên nó rồi. Vẫn là đi bát sáu bát mẹ ăn tiền. Đã cục đồng là đem về nè. Mà đầm vua vẻ con đừng có tinh. Đúng rồi đó. Nước trôi. Ăn này cứ tinh. Mai là không gái mãi lại cũng hết tiền đi chờ rồi. Mai là trưng vì lại càn luộc. Nói chúng tôm lại là. Một là đi ăn dồ rồi nè. Có chi được mà. Chờ một là ăn đồ thừa nè. Chắc chắn chờ mai bác răng mình mây mà. Một hai mình. Tôm gì lắm. Ngân phải một điều. Thế nên cái bố thua. À đây này, mẹ có 20 cây, 50 nghìn nữa, nó ưng một trước đi rồi bữa sau trái. Đêm bữa cơ quay được 20 cây, 50 nghìn đi. Có ưng là thì cùng cất, chứ bay được ưng chứ ưng. Thì muốn lẹ. Tại vì tao quay ít chục. Chê, lúc máy mày phái đi. Đi dầm lại đi mẹ. Mà nhà phái. Quay thì quay ra sang xua. Mẹ. Mặc cái mân vô dịp vô cái áo tăng á. Người đến mặc cái áo hồng mà. Mặc cái áo đỏ được, áo đỏ thôi. Ngồi quay cao cao lên này, đặt cái máy cao cao này. Ví dụ nhà mẹ đang ngồi đi nhà, là cái máy cái camera đây này lan cao đúng không? Mẹ xìa ra cây nó lan xuống đi đúng không? À, biết quay trời mà. Văn thấp kế gạch cái ngồi kế gì vậy? Đó, kế lên chỗ thấp đặt lên đi này, kế thăm cái máy lên đi lên nhìn cao này. Mẹ, con nhìn. Mà hồi ăn mẹ. Mẹ này. Này, con nhìn này. Im lặng không? Mà nè. Thực ra con có thê nửa, thê dự phòng nữa nhưng mà thao hơi có một đứa. Vì là cái thê là dự phòng mà may con hết. Con quay lấy số lượng ở trên đó thì không phải là ăn tiền như thao nữa. Giờ mày con hết nhưng mà chiều về con đi thì con lắp vô cái máy nho. Ngồi quay từ 4 rưỡi đến 5 rưỡi sau giờ mày thao mai đi chờ. Chứ mẹ con nghĩ mẹ nên đốt tư cái máy này quay tích cực. Mẹ quay tiền khổ là mẹ được 10 cây là 25 nghìn đầu tiên. Ngồi nói thì được 25 nghìn tiền. Mẹ tích cực, mẹ đi dằm lại cái lồng hoài. Hái mày. Mà đêm mày thao mà lên thì đừng có hôi nói.
Mẹ, con nhìn mẹ nên tích cực đốt không, mà lại thì kêu là thê cái thê tăm gì. Đi dầm lại cái lông mày, lông mày cái lông mày cụt đuôi đâu đây.